nhẹ khi mình đã tự tin, không có lương tại với cái những cái bạn khác. Giờ chỉ có hiện tại cũng 5-6 người thôi. Sao? Ai xung phong bánh quà? Rồi, thấy không? Không thì các bạn phải xung phong như thế đúng không? Rồi, mình nói vậy ạ. Tại vì thật tình ra khi mà mình nắm bắt có những vấn đề